những tên sách hấp dẫn, thậm chí những câu chuyện thầm kín. Những điều tưởng chừng chỉ có trong sách dành cho người lớn, thế nhưng đó cũng chính là nội dung của nhiều loại sách giáo dục giới tính cho trẻ em đang lan tràn trên thị trường. Cháu bé nhưng tôi vẫn quan tâm đến giới tính các cháu, nhưng mà đi nhiều sách rồi nhưng mà không biết quyển nào để chọn thì sẽ hợp với lứa tuổi các cháu. Cũng giống như bà Huệ, chị Mai Anh hiện có cô con gái 4 tuổi. Ngay từ khi bé biết nói, biết trò chuyện thì chị đã có ý định giáo dục giới tính cho con thông qua những câu chuyện đơn giản như câu chào, tìm hiểu bộ phận trên cơ thể. Bởi theo chị, chỉ những điều đơn giản thế thôi nhưng cũng khiến cô con gái của chị thông minh và tự tin hơn khi đến lớp và giao tiếp với người xung quanh. Cái vấn đề quan tâm nhất là phải dành thời gian, bố mẹ dành thời gian cho con cái để trò chuyện xem một ngày con cái đến trường như thế nào, chơi với các bạn ra làm sao, trò chuyện. Ví dụ như con nhà tôi thì thường là về hay kể chuyện là mẹ ơi con sắp cưới bạn nọ, cưới bạn kia. Thực ra là các bé không hiểu gì về cái chuyện đấy cả, nhưng mà nó chỉ là cái bắt chước người lớn thôi. Thế nhưng mình phải có những cái buổi trò chuyện để mình nói với con. Ngoài chia sẻ những câu chuyện thì chị Mai Anh và gia đình còn tìm hiểu và mua về một số loại sách để tham khảo, cách ứng xử cũng như dạy con khi gặp phải những câu hỏi khó và những câu hỏi tế nhị. Thế nhưng, chị đã gặp phải trường hợp dở khóc dở cười khi mở và đọc những nội dung trong cuốn sách cho con nghe. Có một số các cái quyển sách hiện nay là giáo dục giới tính, tôi đọc mà đến là người lớn mà tôi còn thấy hoảng hốt và thấy sợ vì cái độ nhạy cảm của những cái quyển sách như vậy. Có lẽ, chị Mai Anh chỉ là một trong số những nạn nhân của loại sách ấy. Tuy nhiên, việc xuất bản sách và bán sách trên thị trường dường như chưa có sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Theo ông Nguyễn Trọng An, việc giáo dục giới tính cần phải được đưa vào trong mỗi nhà trường để đảm bảo cho trẻ được giáo dục một cách bài bản và theo định hướng phát triển phù hợp tư duy của trẻ. Phải có sự quản lý của các chuyên gia về giáo dục và của ngành giáo dục để cho các cái tài liệu mà về vấn đề giáo dục giới tính là nó phải mang tính chính thống, mà nó phải phù hợp với lại cái độ tuổi cũng như sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Chứ không phải rằng là cứ việc sản xuất tràn lan rồi đưa vào trong nhà trường, rồi đưa gọi là giáo dục thì nó sẽ xảy ra một cái phản hồi ngược, mà các em bé sẽ bị rối nhiễu, không biết rằng là sách nào đúng, sách nào sai. Và nó lại có sự lẫn lộn giữa vấn đề giới tính và tình dục thì còn gây nguy hiểm cho xã hội nhiều hơn là chúng ta giáo dục. Đấy, chính vì thế cho nên là như vừa rồi chúng tôi nói là cần phải có một cái chương trình giáo dục giới tính đưa vào ngay từ trẻ nhỏ, mẫu giáo mầm non và cho lớn lên theo liều lượng, cho nó phù hợp như thế nào, theo độ tuổi cũng như là các cái kiến thức nó được mở mang dần ra cho đến lúc em bé đến tuổi trưởng thành. Có thể nói, mặc dù đã có nhiều loại sách giáo dục giới tính được xuất bản, nhưng dường như những quyển sách thật sự đúng nhu cầu, thực sự thiết thực thì vẫn còn quá ít ỏi. Rõ ràng, loại sách này là một trong những công cụ hữu hiệu hỗ trợ kiến thức cho trẻ, nhưng xem ra nó chưa nhận được sự quan tâm cũng như kiểm soát chặt chẽ từ các nhà quản lý giáo dục. Trẻ em chậm lớn, còi xương suy dinh dưỡng, thường có thể trạng còi cọc. Thiếu DHA và EPA khiến thị lực của trẻ giảm sút. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids giúp thúc đẩy nhanh chiều cao của trẻ. DHA và EPA hỗ trợ điều trị cận thị. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids là sự lựa chọn cho bé yêu của bạn. Prevanutin Kids cho đôi mắt sáng, cho dáng thêm cao. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.